Tiếp tục loạt bài Những bước chân truyền giáo trên cánh đồng truyền giáo mênh mông. Lờ Lơm, nơi tôi tới rất lâu. Tôi còn nhớ vào thập niên 70, tôi đã về Lờ Lâm để thực tập mục vụ tông đồ và học tiếng dân tộc với các cha Canada khi đó vẫn còn ở Lờ Lâm. Tôi được may mắn học tiếng dân tộc với những thầy giáo dân tộc ngay từ bước đầu tiên khi bước chân để thực tập mục vụ truyền giáo mùa hè. Khi tôi học như thế, tôi cảm thấy tiếng dân tộc là chìa khóa để đi vào tâm hồn của người dân tộc. Đồng thời, khi biết tiếng dân tộc thì chúng ta dễ tiếp xúc với họ và dễ hiểu biết họ. Nhờ đó, họ mến chúng ta và chúng ta cũng mến lại họ. Tôi đã được các cha Canada hướng dẫn và tận tình chăm lo đời sống của tôi. Đồng thời, lúc đó cũng có dòng Thánh Phaolô thành xác rồi. Mà lúc đó, bà Alphonse Lê Thị Thu làm bề trên phụ trách cộng đoàn đó. Tôi chấn ướt chân ráo. Khi tôi làm thầy, tôi đã được về đó để học hỏi tiếng dân tộc và để biết các phong tục tập quán của người dân tộc. Chính các sơ cộng đoàn Thánh Phaolô đã nuôi dưỡng tôi. Chính cộng đoàn Thánh Phaolô đã chăm sóc tôi từ miếng ăn cho tới giấc ngủ. Tôi xin chân thành cảm ơn bà Nhất Ân Phong và cộng đoàn. Lúc đó có nhiều sơ, chẳng hạn như sơ Lucy Bạch, rồi sơ Rosa Đan và một số sơ khác nữa. Các sơ đã coi tôi là một người còn trẻ tuổi nhưng đã có can đảm để có thể làm việc trong cánh đồng truyền giáo mà các cha Canada đã mời tôi tới để tiếp tục sứ vụ của các ngài. Và thưa quý vị, khi tôi lãnh sứ vụ linh mục lúc 29 tuổi, tôi được chính các cha Canada và nhà dòng bổ nhiệm tôi trở về vùng truyền giáo này. Và nơi đầu tiên tôi ở đó là Lờ Lâm. Ở Lờ Lâm, đồng thời phụ trách Phú Sơn, cha Anton Trần Thế Việt thì phụ trách Đa Nung và Đâm Pao. Hai anh em chúng tôi đã vì quen biết nhau cho nên khi lãnh nhận sứ vụ linh mục, một tháng sau chúng tôi đã trở về Lờ Lâm để lãnh nhận sứ vụ mới và lãnh nhận bài sai mà nhà dòng và giáo phận đã gửi chúng tôi tới để làm việc mục vụ tại đó. Tôi đã được Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm bài sai tôi về để trông coi và phụ trách toàn bộ vùng truyền giáo ở Phú Sơn. Và nhà dòng cũng bổ nhiệm tôi về đặc trách tất cả vùng truyền giáo đó. Với tuổi đời linh mục còn quá trẻ, mới 29 tuổi, tôi đã lãnh sứ vụ linh mục. Tôi nhận lãnh một trách nhiệm có thể nói được là rất là nặng nề và khó khăn. Khó khăn bởi vì tuổi đời của chúng tôi còn quá trẻ. Khó khăn
Vì chúng tôi được tung vào cánh đồng truyền giáo, mà đặc biệt cánh đồng truyền giáo đó toàn là người dân tộc, chỉ có một số ít người Kinh mà thôi. Cho nên chúng tôi đã hoàn toàn làm việc trong sự phó thác và sự khoan phòng của Thiên Chúa. Sở dĩ chúng tôi có thể làm việc được là nhờ Thiên Chúa khoan phòng, nhờ sức mạnh của Thiên Chúa, nhờ sự soi sáng và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng tôi mới có thể trụ được và mới có thể phục vụ được trong cái vùng truyền giáo này. Và tuổi đời linh mục của chúng tôi dù còn rất trẻ, mới lãnh sư vụ linh mục, nhưng đã được tung vào một cái vùng truyền giáo rộng lớn bao la bát ngát như thế, chắc chắn nếu quý vị nghĩ, các vị sẽ cảm thông với chúng tôi rất nhiều. Bởi vì lúc đó hoàn cảnh thì rất khác. Khi chúng tôi làm thầy về học tiếng dân tộc thì chúng tôi đang sống dưới một xã hội khác. Nhưng khi chúng tôi chịu chức linh mục, nhận lãnh nhận sư vụ linh mục rồi thì về chúng tôi sống trong một xã hội hiện thời như bây giờ. Và như thế chúng tôi sống trong một xã hội mới, cho nên chúng tôi phải thích nghi với hoàn cảnh đặc biệt của xã hội. Tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn nâng đỡ chúng tôi và hướng dẫn cuộc đời của chúng tôi đi theo chân Ngài. Và thực tế nếu không có cộng đoàn các sơ dòng Thánh Phaolô thành sạc ở Lờ Đâm lúc đó thì chắc chắn chúng tôi sẽ cảm thấy bơ vơ và lạc lõng, bởi vì sẽ không ai giúp đỡ chúng tôi trong việc ăn uống, lo cho chúng tôi từng miếng ăn, lo cho chúng tôi từng cái quần cái áo. Nhờ các sơ, chúng tôi đã sống những ngày đó thật là hạnh phúc. Ở dưới đám Paranung thì cũng có cộng đoàn Thánh Phaolô, lúc đó cũng có sơ phụ trách, cũng có sơ phụ trách, và có một cộng đoàn Bế Tín Giáo Hà Nội nữa cũng ở Đà Nung. Cho nên Gia Phiệt cũng đã nhờ các sơ ở dưới Đà Nung và dưới Đâm Pao giúp đỡ. Ở Đà Nung thì các sơ Bế Tín Giáo Hà Nội, còn ở Đâm Pao thì các sơ Sanh Pôn Đời Sạc phụ trách. Chính vì vậy mà hai anh em chúng tôi đã được các sơ lo lắng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các sơ, dù rằng một số các sơ đó ngày hôm nay không còn ở trên thế gian này nữa, đã đi vào một thế giới khác, nghĩa là đã về với Chúa rồi. Nhưng chúng tôi tin rằng các sơ đó vẫn tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi, và về phần chúng tôi cũng vẫn tiếp tục cầu nguyện cho các sơ. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn dòng các bà mẹ giám tịnh, dòng Thánh Phaolô đã gửi lên cánh đồng truyền giáo này những sơ thật xuất sắc để lo cho cánh đồng truyền giáo này. Và không bao giờ chúng tôi quên ơn dòng Thánh Phaolô. Đó là điều tôi với cha Anton Trần Thế Việt đã luôn luôn tâm niệm ở trong lòng. Sở dĩ cha Anton Trần Thế Việt lên với tôi bởi vì hai anh em chúng tôi lãnh nhận sứ vụ cùng với một số cha khác ở trong dòng. Và chúng tôi đã quyết định để lên cái vùng truyền giáo này. Tôi thì được mời chính thức để lên kế tục sự nghiệp của các cha Canada. Và vì cha Việt là bạn của tôi ở trong cùng chịu chức một ngày cùng nhà tập với nhau, cho nên tôi đã mời Ngài đi cùng tôi lên để hai anh em cùng sống trong vùng truyền giáo này. Chính vì vậy mà cha Việt đã lên tới vùng truyền giáo và ở với tôi, ở với chúng tôi. Và mỗi người đã phụ trách những nơi mà giáo hội và Đức Cha bổ nhiệm, cũng như nhà dòng bổ nhiệm và phân công. Chúng tôi rất hiểu rõ rằng cuộc đời của chúng tôi sở dĩ tồn tại bởi vì có Chúa ở bên cạnh. Và lúc nào Chúa cũng ở bên cạnh chúng tôi, lúc nào Chúa cũng hướng dẫn cuộc đời của chúng tôi, lúc nào Chúa cũng đưa đường cho chúng tôi.
Và quý vị thử nghĩ, với tuổi đời 29 tuổi, hai anh em chúng tôi đã cố gắng hết sức trong một hoàn cảnh rất mới. Chúng tôi phải thích nghi, chúng tôi phải sống và chúng tôi phải làm việc làm sao có thể hài hòa, làm sao có thể mình tồn tại được. Chúng tôi nghĩ rằng đó là việc của Chúa làm. Và khi đã nói việc của Chúa làm thì chắc chắn không bao giờ cái việc đó là việc không thực hiện được. Cho nên Chúa đã gìn giữ hai anh em chúng tôi tới giờ phút này. Mặc dù hai anh em chúng tôi giờ phút này tuổi đã cao, và anh em chúng tôi mỗi người đều cảm thấy rằng mình cái tuổi đã bắt đầu xế chiều rồi, nhưng lúc nào chúng tôi cũng gắn bó với vùng truyền giáo, lúc nào chúng tôi cũng làm công tác truyền giáo. Dù chúng tôi ngồi một chỗ hay chúng tôi có thể xông pha như lúc chúng tôi còn trẻ, chúng tôi vẫn làm việc truyền giáo và làm việc truyền giáo không ngừng. Làm việc truyền giáo bằng việc cầu nguyện, làm việc truyền giáo bằng việc chúng tôi thông tin việc này việc kia trên mạng để chúng tôi có thể tiếp tục công việc của chúng tôi. Tất cả những công việc đó đều là những công việc Chúa hướng dẫn chúng tôi. Và chúng tôi tin tưởng rằng qua những công việc đó, Chúa vẫn chúc lành cho anh em chúng tôi. Và khi Chúa chúc lành cho anh em chúng tôi như thế, chắc chắn cuộc đời của chúng tôi luôn luôn hạnh phúc, vì Chúa luôn luôn là gia nghiệp của chúng tôi, Chúa luôn luôn là hạnh phúc của cuộc đời của chúng tôi. Có Chúa, cuộc đời của chúng tôi không bao giờ bị tàn tạ cả. Xin mẹ Maria và thánh cả Giuse luôn luôn gìn giữ chúng con đi theo con đường của Chúa và trung kiên với Chúa tới cùng. Chúng con nguyện ở vùng truyền giáo này cho tới hơi thở cuối cùng. Và khi chúng con tắt thở, chúng con sẽ về với Chúa. Và như thế, chúng con đã hoàn thành trách nhiệm của chúng con ở dưới đất này. Khi chúng con về với Chúa, chúng con sẽ tiếp tục cầu nguyện cho vùng truyền giáo này, để vùng truyền giáo này càng ngày càng phát triển theo ý của Chúa. Đó là điều chúng con mong ước cho tất cả những anh em kế tục chúng con sẽ tới vùng truyền giáo này để phục vụ mọi người theo ý của Chúa. Amen.